Thực hiện các khâu đột phá về đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh. Sáng nay ngày 4 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hội, tập hợp và thu hút hội viên. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã thực hiện báo cáo thống kê, hồ sơ khen thưởng và 100% cơ sở hội thực hiện quản lý hội viên trên phần mềm của Trung ương Hội triển khai. Các cấp hội đều tạo lập các tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook, thường xuyên đăng tải thông tin truyền thông về hoạt động hội, tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia phong trào thi đua tại địa phương. Tại hội thảo, Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương đã chia sẻ thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền của hội tại địa phương, những khó khăn của cơ sở, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt, thu hút hội viên